anh em nhé. May đóng vang gửi đi Tây đi. Anh em có thể thấy không? Hơn chục chiếc KX180 anh em nhé. Hàng đẳng cấp luôn. Đấy, đây. Anh em thì đi mua hàng bãi về để mà mua hàng bãi của Tây về, nhưng em này em đóng hàng mới đi gửi đi Tây anh em này. Đấy. Thùng hộp đây này. Bỏ lại hết anh em nhé. Thùng hộp bỏ lại hết. Đấy, đi Tây này. Đấy, cái này thì nào chắc chắn là sau rồi. Anh em sẽ mua cái này là chắc chắn là có hàng bãi nhé. Và anh em chắc chắn nếu mà mua hàng bãi thì nó rất là đắt anh em nhé. Đấy, chắc chắn anh em luôn. Tây nó dùng rồi mà về anh em sẽ mua với giá khéo còn đắt hơn anh em bán cho Tây. Đây, đóng cho Tây này, này. Đấy, hơn chục chiếc. Đấy, anh em thấy chưa? Đóng chuyển máy bay ấy. Đấy, đóng cho Tây đấy. Đấy, anh em thấy chưa? Thì anh em có thể thấy là thế nào? Là đóng hàng mới đi cho Tây, xong Tây dùng chán rồi, xong mang về Việt Nam, chuyển về Việt Nam bán lại đắt như tôm tươi. Đấy, đây là hàng bãi đây anh em ạ. Đấy, anh em có thể thấy. À, đâu cứ phải là bãi là ấy đâu. Những dòng KX180 là một dòng rất là hot anh em nhé. À, dòng vang rất là hot trên thị trường. Dòng này tiếng hay lắm. Bên em thì nhập thì chính hãng China. Đấy, chèn ở đây đi em, chèn ở đây. Chèn ở đằng này này. Đấy. Cắt mỏng nó ra. Đấy, anh em có thể thấy là phải rèn rất rất là chắc chắn luôn anh em nhé. Hết rồi đúng không? Đấy, đầy đủ luôn. Đấy. Để anh em có thể thấy đi Tây, đi ta, đi tàu. Thùng này của nó luôn, cái 180 luôn. Thì anh em có thể thấy là chuyển hàng này thì đi máy bay. Đâm ra là muốn tiết kiệm chi phí anh em ạ. Nếu mà chuyển từ bên đây sang bên đấy, nó bên Tây thì cũng tầm khoảng độ là mất, khoan đã, cho dây mới cho dây nguồn đây, dây nguồn đây. Rồi sẽ giải đều lên trên này. Đấy, muốn chuyển sang bên Tây cũng phải mất 300.000 một cân anh em nhé. Chỗ này mất khối tiền. Đấy mà chuyển từ Tây về cũng mất tầm 200 mấy 300 nghìn, cũng rất khối tiền. Bóc ra em ạ, bóc ra, tách cái này ra. Đấy, tách cái ra xong rồi để vào đây. Đấy. Nhưng mà cắt lấy tấm bìa em để lót đây, không những cái này nó chọc vào. Đấy, anh em có thể thấy này. Đấy, đấy nên anh em thấy ấy. Tầm khoảng độ 4 năm sau hàng này mà quay về Việt Nam thì giá khéo bằng giá em bán luôn. Bây giờ em đang bán là 5.500.000 một con. Đấy, và khoảng độ 4 năm sau anh em có mua thì cũng mua con này tầm khoảng độ 5 triệu, hoặc là khéo anh em mua còn 6 triệu rồi anh em nhé. Đấy. Anh em thấy có sự bất công không? Nó dùng chán này, nó vứt đi rồi anh em mua lại. Anh em thấy nào. Còn nốt cái này xuống bên dưới. Đấy, nốt này xuống bên dưới. Đấy, quá chắc. Đấy. Tây nó dùng chán rồi. Xong rồi anh em mình mua lại. Đấy, nó mua của mình với giá là khá bèo. Đúng không? 5.500.000. Nó mua cho mình như vậy, xong rồi nó dùng chán rồi về nó bán nó vẫn hòa vốn. Nó dùng chán nó bán nó vẫn hòa. Đấy, khéo nó còn lãi cơ. Nhiều người không biết là dính ngay. Đấy, giải này. Áo mà chắc. Đấy, làm thùng là hơn chục con. Con lành luôn anh em nhé. Cá lông đủ không? Đủ. Bao nhiêu cặp? 10 cặp. Ừ, ok. Để luôn rồi thôi. Giải ra. Đấy. Áo chắc chắn luôn. Đấy. Bán cho Tây. Khoan đã, chèn những cái này lên đi em. Lấy cái tấm kia kìa. Đấy. Phủ cái tấm ấy lên nữa. Đấy. Chèn 1-2 tấm nữa vào để cho nó đấy. Sợ nhất là những cái góc. Đấy. Mình chèn đấy. Đây này, góc này này. Góc này này. Đấy. Hở này. Đấy, anh em thấy em cẩn thận không? Phải rất cẩn thận cho anh em. Đấy. Rồi. Đấy, cứ thôi cứ vớt ở đấy. Lên được rồi. Đấy. Ép phát vào phát là thoải mái luôn. Đấy, KX180 dòng thương hiệu
thương hiệu lớn luôn. Con này tiếng mic cực hay luôn anh em nhé. Tiếng nhạc cũng rất là hay. Tiếng mic hay, tiếng nhạc hay. Và nói chung là nó dễ chỉnh anh em nhé. Bỏ hết thùng lại. Đấy, anh em có thể thấy. Nói chung là dòng này thì miễn chê rồi. Bên nước ngoài thì anh em cứ ghép cái crowd, ngay ghép mi loa JBL thì em nói thật với anh em là chấm hết luôn. Anh em ghép với cái loa JBL, cái cục đẩy crowd hoặc cục đẩy QSC thì chấm hết luôn. Ở nước ngoài cái cục QSC là cái cục khá không, giá không đắt em nhé, giá nó bình dân thì vừa phải. Cái crowd giá nó cũng không đắt đâu. Đấy, đâm ra là về Việt Nam nó mới đắt thôi em nhé. Với cái mức thu nhập của người Tây thì nó không cao đâu. Đấy, đấy. Thì ghép với con này với bộ đấy thì ngon lành luôn. Đấy, làm cái loa JBL nữa thì nó đúng là đúng bộ luôn, đúng form luôn anh em nhé. Đấy, thì anh em có thể tham khảo. Chỉ có về Việt Nam mình nó mới đắt thôi, chứ còn bên Tây nó không đắt đâu. Được rồi, đóng vào đi em. Quấn bằng dính rồi. Tí nữa quấn bằng chít vào nữa là ngon. Đấy, thì anh em có thể tham khảo đi nhé. Đấy. Rất cẩn thận luôn. Rồi, chào anh em nhé. Em đóng lô này xong rồi cũng nghỉ, bây giờ cũng muộn rồi. Đóng tranh thủ đóng tối đi em nhé. Rồi chào tất cả anh em. Hẹn anh em ở clip sau anh em nhé.